huyện Krông Pa hiện có 14 xã thị trấn, phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm 50 ngày đêm, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mỗi xã thị trấn đều thành lập nhiều tổ công tác, bám thôn, buôn, tuyên truyền vận động. Nhờ đó người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại các điểm được địa phương thành lập. Mình đi xe cộ là giấy tờ không cầm đi, mở lên điện thoại là xe giấy tờ mình có hết, bằng lái mình có hết, mình làm chính chủ của mình, tiện lợi cho bà con nhiều. Cứ lúc mình cầm đi nó rơi mất là mình đã đi làm lại nó khổ bà con. Xã thành lập 5 cái tổ đi xuống thôn buôn, phải nắm chắc sổ hộ là gia đình và những người mà chưa kích hoạt phát giấy mời là trực tiếp là người dân thì xuống là kích hoạt là mã định danh cho đầy đủ. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, huyện Krông Pa đã kích hoạt được 29.743 trên tổng số 31.517 tài khoản định danh điện tử được công an tỉnh giao chỉ tiêu, đạt 94,37% kế hoạch. Đại diện đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Krông Pa cho biết, đơn vị đang nỗ lực phối hợp với các cấp ngành của huyện phấn đấu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đạt 100% kế hoạch vào giữa tuần này. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể để mà cùng với lực lượng công an có thể là tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho người dân cài đặt kích hoạt các loại tài khoản định danh điện tử, cũng như tuyên truyền để cho người dân ủng hộ lực lượng công an thực hiện cái kế hoạch 5 ngày đêm. Thứ hai là tiếp tục tổ chức các cái tổ công tác vận động người dân để cài đặt các cái tài khoản định danh điện tử, cũng như là duy trì tổ hỗ trợ người dân kích hoạt các cái tài khoản định danh điện tử đã được Bộ Công an cấp. Với sự vào cuộc quyết liệt, huyện Krông Pa đang nỗ lực cùng với các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi đợt cao điểm 50 ngày đêm kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân theo chủ trương chuyển đổi số quốc gia.